là người duy nhất trong 86 bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đối mặt với mức án tử hình. Sau một tháng xét xử và nghị án, đúng 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 4, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiến hành tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án. Quá trình xét xử Đại diện Viện kiểm sát luận tội bị cáo Trương Mỹ Lan đã lợi dụng chính sách về cơ cấu lại hệ thống ngân hàng để thâu tóm SCB. Qua đó, bà Lan chi phối, chỉ đạo mọi hoạt động, biến SCB thành công cụ tài chính để thu hút tiền của tổ chức, cá nhân rồi rút tiền sử dụng cho mục đích riêng. Nhằm che giấu các sai phạm của SCB khi thanh tra, Trương Mỹ Lan thông qua Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, đưa hối lộ nhiều lần với tổng 5,2 triệu đô la Mỹ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng, trưởng đoàn thanh tra SCB, bồi dưỡng thành viên đoàn thanh tra, tổ giám sát ngân hàng của ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình. Trương Mỹ Lan là bị cáo duy nhất trong 86 bị cáo đối mặt với mức án tử hình. Bên cạnh trách nhiệm hình sự, tòa cũng sẽ tuyên án về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong vụ án và xử lý vật chứng trong vụ án. Trong đó có 1.169 bất động sản liên quan trực tiếp tới Trương Mỹ Lan đang bị cơ quan điều tra kê biên. Các bị cáo chính trong vụ án đối mặt với mức án nào? Kết thúc phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt. Một, các bị cáo là cựu lãnh đạo SCB giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan, gồm: Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, mức án tù chung thân về tội tham ô tài sản, 20 năm tù vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, tổng hợp là chung thân. Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, mức án tù chung thân về tội tham ô tài sản, 20 năm tù vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng tổng hợp mức án là chung thân. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB từ 19 đến 20 năm về tội tham ô tài sản. Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB từ 19 đến 20 năm về tội tham ô tài sản. Hai, hai bị cáo là người thân của Trương Mỹ Lan, gồm Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản winso từ 17 đến 18 năm tù giam. Chu Lập Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square từ 10 đến 11 năm tù. 3. Bị cáo chiếm đoạt 1.000 tỷ của Trương Mỹ Lan, Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Capella từ 9 đến 10 năm tù. 4. Bị cáo nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ, Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước, mức án chung thân. 5. Nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước, gồm Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước, từ 11 đến 12 năm tù. Nguyễn Văn Dũng, phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, từ 11 đến 12 năm tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án thấp nhất là 3 năm tù treo đến cao nhất là từ 19 đến 22 năm tù.